Nhận định bóng đá Juventus với Proton. 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, vòng 23 giải Serie A, Juventus đang rất hy vọng Cristiano Ronaldo thức tỉnh để vượt qua đội cuối bảng Proton trong trận đấu ở vòng 23 Serie A. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 3 trận liền trên mọi đấu trường không biết mùi chiến thắng, Juventus nói chung và cá nhân Cristiano Ronaldo nói riêng đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Trận đấu hôm nay sẽ là thời cơ để cả Juve và CR7 giải tỏa cơn khát. Proton toàn thua cả 4 trận Serie A gần nhất và đang xếp mép bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nói về phong độ thì Juventus, dù ở một vị thế hoàn toàn ở cửa trên, nhưng cũng chẳng hơn gì. Lão bà thành Turin cũng đã 3 trận liền trên mọi đấu trường không biết mùi chiến thắng. Nhà đương kim vô địch Serie A hiện tại đã rơi xuống tận vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu bảng tới 8 điểm trước vòng 23. Một chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc với Juventus ở trận đấu này. Khát vọng chiến thắng của Juve cũng đồng thời là khát vọng của cá nhân Cristiano Ronaldo, ngôi sao đang có phong độ sa sút. Gỗ máy đi bàn 36 tuổi này mới có vỏn vẹn một lần nổ súng trong 5 vòng Serie A gần đây. CR7 bị chỉ trích không đơn thuần vì chỉ ghi một bàn trong 5 vòng gần nhất, mà sâu xa hơn là chuyện anh hết duyên. Qua đó bị nghi ngờ không thể giúp lão bà giải được cơn khát danh hiệu ở Champions League. Cầu thủ người Bồ còn bị nhiều người chỉ trích là ích kỷ, không thèm quan tâm tới đồng đội và hoàn toàn không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Andrea Pirlo. Một cầu thủ như Ronaldo sẽ không chấp nhận chuyện bị chỉ trích, vậy nên có lý do để tin rằng Ronaldo sẽ ngắm trận gặp Proton hôm nay để giải tỏa bớt stress. Ngoài lý do giải tỏa stress thì Ronaldo cũng muốn bổ sung Proton vào danh sách những câu lạc bộ bị anh xé lưới tại Serie A. Trong trận lượt đi giữa hai câu lạc bộ, Ronaldo vắng mặt do dương tính với Covid-19, và đó là trận đấu mà Juventus đã bị cầm hòa một cách tức tưởi vì những quyết định có phần thiếu chính xác của trọng tài. Trước trận lượt đi mùa này thì lần gần nhất Juventus và Proton gặp nhau, Ronaldo vẫn chưa gia nhập đoàn quân áo sọc đen trắng. Ngoài chuyện khát vọng của Juventus và Ronaldo, cơ hội chiến thắng của lão bà còn đáng tin cậy hơn khi nhìn vào thành tích sân nhà tại Serie A mùa này. Juve đã thi đấu 10 trận Serie A trên sân Allianz mùa này và thành tích của họ là thắng 7, hòa 2, thua 1, đối nghịch hoàn toàn với Juventus. Proton hiện tại vẫn chưa thắng nổi một trận sân khách nào tại giải quốc nội 2020/21. Thắng lợi sân khách gần nhất của Proton tại Serie A cách đây đã gần 3 năm. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, họ thắng 2-1 trên sân của Udinese. Lịch sử đối đầu cũng mang tới cho các fan Juventus sự tự tin tuyệt đối khi lão bà đang sở hữu thành tích thắng 100% số trận đối đầu Proton trên sân nhà tại Serie A. Thậm chí ở 3 lần đụng độ gần nhất, Juventus còn không bị Proton chọc thủng lưới lần nào. Với những lợi thế quá rõ rệt, nhiều khả năng là Juventus sẽ có một chiến thắng dễ dàng và tuyệt vời hơn cả là Ronaldo sẽ in dấu giày trong chiến thắng. Dự đoán 3-0. We'll be right back.